khám phá 8 chiêu phong thủy căn hộ giúp gia chủ chẳng mấy chốc thành tỷ phú. Các bạn thân mến, nội thất trong căn hộ không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, hôn nhân mà còn cả tài lộc của gia chủ nữa đấy. Hôm nay, Linh Ngày Tốt sẽ chia sẻ 8 chiêu phong thủy khoa học giúp bạn cải thiện khả năng kiếm tiền và gia tăng tài lộc nhé. 1. Làm cho cửa chính nhà bạn có sức mời chào. Nếu cửa chính nhà bạn khó tìm hoặc khiến người ta bối rối không biết lối vào thì cơ hội đến với bạn cũng như vậy. Nếu cần thiết, bạn có thể làm cổng hoặc mái vòm để đánh dấu lối vào nhà mình, hoặc ít nhất cũng hãy chắc chắn rằng chuông cửa nhà bạn đang hoạt động. Hãy quét sạch lối đi và bậc thềm, đặt chậu cây cảnh ở trước cửa và chắc chắn tấm đệm chủ chân có màu sáng và sạch. 2. Trang hoàng nhà cửa bằng màu đỏ, tím và xanh lá cây. Màu sắc có ảnh hưởng cực kỳ mạnh đến cảm xúc. Màu đỏ được coi như là màu của thịnh vượng và quyền lực màu tím và xanh lá cây cũng là những màu thu hút thần tài nhưng khá kén, nếu bạn đã không thích màu xanh lá cây thì nó chẳng thể có tác dụng với bạn. Nhưng nếu bạn thích màu tím, tại sao lại không vẽ một bức tường hoa ảnh hương hay đặt những chiếc gối ôm màu tím lên bộ sofa nhà mình và tận hưởng cảm giác mà không gian nhà bạn mang đến? 3. Lựa chọn màu yêu thích Hãy chắc chắn rằng ngôi nhà của bạn thể hiện đúng con người bạn. Một trong những sai lầm lớn nhất trong phong thủy nhà ở mà nhiều người mắc phải là cố lựa chọn những thay đổi mà bản thân họ không thích. Ví dụ như màu đỏ được coi là màu may mắn và thu hút tiền bạc, nhưng nếu bạn đã không thích nó thì bạn sẽ chẳng được lợi gì. 4. Bỏ hết các vật dụng không cần thiết. Những thứ bừa bộn sẽ hút hết nguồn năng lượng tốt và gây nên sự trì trệ. Do đó, hãy bỏ hết những thứ bạn không dùng, không thích hay không cần. Không gian càng thoáng đãng thì cơ hội càng nhiều. 5. Đặt thêm cây và nước. Về tạo ra một không gian nhà thoáng đãng, khỏe khoắn, dồi dào khí lực rất quan trọng để mang lại tài lộc cho gia chủ. Hãy đặt những vật mang nhiều khí lực như chậu cây, chậu hoa và đảm bảo không gian cho không khí lưu thông tốt. Nguồn nước cũng rất quan trọng trong phong thủy về tài lộc vì nó kích thích tài lộc, năng lượng và là biểu tượng của tiền bạc. 6. Không dùng các biểu tượng liên quan đến nước chảy. Vòi nước đang chảy tượng trưng cho tiền bạc bị lãng phí, do đó sẽ ảnh hưởng đến tài chính của bạn. Vì thế, hãy sửa ngay những vòi nước bị hỏng, làm thông ngay những chỗ nước bị tắc nghẽn để khơi thông đường tiền bạc vào nhà bạn. Tốt hơn hết là không đặt bất cứ bức tranh nào liên quan đến nước hay gương cao quá mũi bạn hay trên đầu giường của bạn. 7. Giữ cho bếp luôn gọn gàng sạch sẽ. Phòng bếp nhà bạn có liên quan trực tiếp đến khả năng kiếm tiền của bạn hãy giữ cho nhà bếp và tủ lạnh luôn gọn gàng cũng như để áp các đồ ăn tươi mà bạn vừa dùng. Lò vi sóng cũng cần phải sạch sẽ. Tất cả những dụng cụ đốt nấu cần được vận hành và sử dụng cân bằng nhau. Cũng đừng quên loại bỏ tất cả những thứ bừa bộn ra khỏi bàn ăn. 8. Tạo một phòng làm việc thông minh nhiều người làm việc tại nhà lại thiếu thốn không gian chuyên biệt cho công việc. Nếu bạn muốn thu hút những khách hàng mới và nhiều cơ hội hơn, hãy nghĩ đến điều này một cách nghiêm túc. Hãy đặt một chiếc bàn làm việc rộng nhìn ra cửa chính hoặc cửa sổ. Bạn cần có không gian cho mọi người đi vào, ngồi xuống và nói chuyện. Hãy nhớ rằng không gian trước mặt bạn có liên quan mật thiết đến không gian cho cơ hội đến với bạn. Hy vọng những đặc điểm phong thủy mà chương trình chia sẻ sẽ giúp ích cho các khán thính giả đang yêu quý và ủng hộ Lịch Ngày Tốt. Để xem thêm các thông tin khác, mời bạn truy cập vào website lịchngaytốt.com hoặc fanpage Lịch Ngày Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. 10 nơi đừng tới vào ban đêm để tránh âm khí. Xin chào các bạn yêu mến chương trình của Lịch Ngày Tốt. Ngày hôm nay, Lịch Ngày Tốt sẽ đem đến một chủ đề rất huyền bí, đó chính là âm khí và tâm linh. Có thể bạn không bao giờ tin rằng có linh hồn tồn tại xung quanh chúng ta. Nhưng thực tế lại không như vậy. Cuộc sống của chúng ta chứa đựng rất nhiều điều huyền bí mà câu trả lời vẫn đang bỏ ngỏ.